Đây là những thứ rất đặc trưng nè của món mắm ốc. Đấy, nhà mình ăn đạm bạc này thôi, còn đây riêng đây là món của bạn béo. Béo 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 béo. Đấy. Cả nhà đi ăn ốc, còn bạn này thì sao? Đây là món gì? Hamburger. Con tép nhà mình ăn gì mà ăn sang thế nhỉ? Tép. Mẹ ăn không? Không. Mẹ thì ăn ốc hơn. Ok. Ai không ăn, em chỉ thích ăn thôi. Em cảm thấy. Bố ơi, bố ăn không? Không, mời bố đàng hoàng chứ. Yummy, yummy. Rồi, ốc đỏ môi, luộc mắm này. Khoái khẩu bố Hiền đấy. Bò đỏ mùi. Bò đỏ mùi. Đây là ốc hương trứng muối. Dành cho bạn béo. Ngon không con? Ngon. Ngon mẹ nhỉ? Ngon không? Không có chữ mẹ nhỉ nhỉ? Sao phải ngon mẹ nhỉ? À mẹ phải ăn thì nó mới bảo thế. Chúc cả nhà ăn ngon miệng nha. Nha.